Chào chào mừng các bạn trở lại với kênh Thầy hỏi poly Các bạn thân mến thì với clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mình sẽ chốt cái dự án 1 uh, trong ngành lập trình web ha. Các bạn đã học uh, môn BB và dự án mẫu rồi thì các bạn cũng biết là quá trình thực hiện dự án nó trải qua 5 giai đoạn thì các bạn có thể là lấy cái tài liệu báo cáo giảng mẫu để các bạn làm dự án 1 này ha. Thì uh, các bạn vừa xong cái phần uh, giai đoạn 1 dự án 1 nghĩa là các bạn đã hoàn thiện phần là phân tích và thiết kế thì từ mục 1 với mục 2 này các bạn đã hoàn thiện và các bạn đã bắt tay vào việc thực hiện các dự án rồi thì để chốt lại cái phần phân tích và thiết kế thì thầy có một số lưu ý như sau à, thứ nhất là khi các bạn mô tả một vấn đề thì các bạn phải mô tả thật kỹ Ha. Đối với môn dự án 1 thì người ta có cái phần mô tả rất là ngắn Thì khó có thể là hoàn thiện được các bước phân tích như là uh, vẽ UK, vẽ IRD. ha Mình mô tả làm sao càng chi tiết càng tốt Nghĩa là mình nói là uh, đây là một cái shop bán hàng online uh, với... Uh, các chức năng như đó thì mình liệt kê ra các chức năng đối với lên thì chức năng nó như thế nào đối với admin thì chức năng như thế nào và bao gồm cả cái hạng mục là uh, báo cáo thống kê khi mà admin đăng nhập vào hệ thống thì các bạn phải mô tả thật kỹ phần đó thì các bạn mới có cái để các bạn phân tích và các bạn hoàn thiện cái yêu cây nó hợp lý hơn ha à, cũng như các bạn cũng có thể là hoàn thiện erd hợp lý hơn ví dụ như với cái bài này thì các bạn thấy là à, bạn chỉ sửa cái tên dự án thôi thì không đủ không đủ để mà đọc cái này mà phân tích một cái website bán hàng ha thì à, à, đối với những cái phần lưu ý khi vẽ UK cây thì các bạn chú ý là đây là một cái phần vẽ UK cây sai quy tắc nhiều lắm ha sai quy ước dễ UK cây ha thì bây giờ à, các bạn à, tham khảo à, hai trong những cái À, sơ đồ UK mà bán hàng online, à, bán hàng, số bán hàng thì các bạn sẽ có những cái nhìn uh, thấu đáo hơn và làm đúng hơn ha. À, với UK thì các bạn tham khảo cái phần, uh, cái phần uh, sơ đồ này ha. thì đây là sơ đồ gần đúng nhất có thể. nghĩa là nó có một số quy ước các bạn nên nắm vững ở đây. thứ nhất là các bạn phải thấy có hình một chữ nhật lớn không? nó bao quanh tất cả các chức năng không? thì bắt buộc nó phải có cái hình này ha. đây là cái hình mà nó mô tả là một hệ thống. thì hệ thống mình phải có cái tên. thì các bạn sẽ ghi một cái tên nào đó à, nằm ở à, chỗ khoảng trống nhất định ha. thì cái tên nó có thể là tên thương hiệu, cái tên nó có thể là tên trang web ha. rồi những cái à, tác nhân bên ngoài, những cái tác nhân bên ngoài nó có thể là con người nó có thể là một hệ thống khác mà tác động vào cái hệ thống này với những chức năng cụ thể như thế này ha với những hình elip bắt buộc là hình elip là mô tả chức năng và trong hình elip đó các bạn phải bắt buộc sử dụng những cái động từ thì nó mới ra được chức năng ha thì ở đây ví dụ như là các bạn cũng có thể là vẽ à, đối với dự án 1 thì level nó còn thấp thì các bạn có thể là à, xác định hai đối tượng à, tham gia về hệ thống đó là user tức là khách hàng và admin tức là người quản trị ha. Thì với đối với user thì các bạn thường thường là xác định uh, các chức năng uh, cụ thể ra. Đối với một web bán hàng thì các bạn sẽ thấy là uh, có thể là đăng ký nè, có thể đăng xuất nè, có thể là tìm kiếm sản phẩm nè. Thì tìm kiếm sản phẩm có thể là các bạn liệt kê ra là tên nè, giá nè, danh mục nè. Uh, thì tiếp theo thì các bạn có thể là À, xem sản phẩm nè đó là cũng cũng là một chức năng ha thì khi xem sản phẩm nếu mà các bạn mô tả cụ thể hơn các bạn có thể là vẽ thêm cái phần là chú thích ở đây thì các bạn có thể là để là xem sản phẩm bán chạy hay giảm giá hay là sản phẩm mới gì đó chẳng hạn ha thì nó sẽ đầy đủ hơn không có cái này cũng được nhưng mà khi mình vẽ cái này thì à, bộ phận thì sai thấy cái sơ đồ này thì người ta có thể là thiết kế rất là rõ ràng luôn ra cái trang chủ hoặc là thì cái phần phân tích của mình uh, thiết kế cơ sở dữ liệu thì cũng thiết kế cái table sản phẩm nó cũng đúng luôn ha đúng với nhu cầu của mình hiện tại rồi uh, xem sản phẩm xong thì chắc chắn là phải có chức năng là xem chi tiết sản phẩm sau đó là xem sản phẩm yêu thích ha thì bạn làm hơi bị sai chỗ này một tí xíu xem sản phẩm yêu thích nghĩa là những cái sản phẩm mà cái user này đã đăng nhập rồi, đã lít vào trái tim rồi, ha, thì lúc đó mới gọi là sản phẩm yêu thích. cho nên các bạn ngay cái chỗ này nè, các bạn đang sai một cái mũi tên chấm chấm uh, chỉ về cái đăng nhập. nghĩa là mình sẽ copy cái này, mình để lên đây và mình chỉ vô đây. nghĩa là chức năng này bắt buộc phải đăng nhập mới xem được là sản phẩm yêu thích ha. rồi tiếp theo thì các bạn thấy là có cái chức năng là quản lý tài khoản cá nhân thì ngay cái chỗ này nè các bạn à, sau khi đăng nhập thì các bạn có những cái chức năng như là đổi mật khẩu nè cập nhật thông tin tài khoản cá nhân nè à, thì xem được lịch sử mua hàng nè và quản lý được à, các đơn hàng hay lịch sử đơn hàng là quản lý đơn hàng á à, bạn ghi hơi bị dư rồi à, cũng có thể là có một cái chức năng là bình luận thì chắc chắn là nếu bình luận được thì các bạn phải là có cái phần bắt buộc phải đăng nhập thì ở đây các bạn thấy có một cái mũi tên chấm chấm ha và đầu mũi tên chỉ vào chữ đăng nhập ha. Rồi, tiếp theo thì các bạn thấy là có cái phần là xem bài viết ha. Nếu mà đã làm xem bài viết rồi thì làm luôn xem bài viết chi tiết ví dụ như vậy ha. Rồi, thì cái phần này xem bài viết thì các bạn không cần ha, không cần đăng nhập. Bài viết mà đăng nhập cái gì? Bỏ này đó cho nên là bài viết là ai cũng có thể coi được chứ không có bắt buộc ha và các bạn cũng không cần vẽ thêm cái extend gì cho nó rối hiểu không rồi chức năng quan trọng của website bán hàng đó là đặt hàng đó thì để đặt hàng được thì các bạn bắt buộc phải là thêm sản phẩm giữa hàng cho nên ngay cái chỗ này nó là in lưu chứ không phải extend ha khơi khơi là không đặt hàng được đâu ha cho nên phải có thêm sản phẩm vào giới hàng thì mới đặt hàng được không thêm sản phẩm vào giới hàng thì không thể đặt hàng được ha thì khi đã đặt hàng rồi thì chắc chắn là có thể là thanh toán hoặc là không thì ngay chỗ này các bạn cũng có thể để lại extend ha hoặc là cái thanh toán này nè các bạn để song song với đặt hàng luôn cũng được tức là chức năng chính ra chức năng chính luôn cũng được và khi mà bắt buộc thanh toán thì nó phải là bắt buộc đăng nhập khi thanh toán thì bắt buộc đăng nhập thì các bạn vẽ thêm cái phần là À, chỗ thanh toán này nè có cái mũi tên đăng nhập chỉ vào đăng nhập nữa là ok thì mình sẽ hoàn thiện hơn ha cho nên cái này tôi để là use case đúng 99 phần trăm các bạn chú ý ha chữ use không phải là user ha chữ use kết khoản k rồi ok ha đó là phần chức năng của user rồi các bạn có uh, hỏi gì thì các bạn cứ comment trong cái video clip này ha thì sẽ trả lời rồi tiếp theo thì các bạn sẽ thấy là các min thì admin có thể là rất là dễ làm nhưng mà để nó logic thì các bạn uh, chú ý một số thứ như là uh, các phần chú thích của những chức năng. ha Ví dụ như tất cả các chức năng của admin đều phải đăng nhập. Thì các bạn vẽ đường mũi tên chấm chấm và mũi tên hướng vào chữ đăng nhập và gắn liền với các hình ảnh clip này. Và các bạn chú ý là tất cả các chức năng của người hay là của một hệ thống tham gia một hệ thống các bạn không cần mũi tên chỉ cần là một đường nét liền thôi là ok ha. Rồi, thì đây mình thấy là quản lý người dùng, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý vô chờ quản lý bài viết, quản lý bình luận, thống kê và báo cáo. Rồi các bạn thấy là một số quản lý như là người dùng nè, quản lý danh mục nè, quản lý sản phẩm nè thì các bạn thấy là nó sẽ có các chức năng con như là xem, thêm, sửa, ẩn, tìm kiếm. Ví dụ như đối với website này người ta không cho xóa ha thì mình để là ẩn thôi. Ví dụ như vậy. Rồi, đối với đơn hàng thì các bạn thấy là có những chức năng như là À, xem thông tin, cập nhật trạng thái đơn hàng Đó, chỉ xem và cập nhật thôi Không cho xóa luôn, hình như không Rồi, quản lý vô chờ Thì là xem, xóa, sửa, cập nhật thông tin Ok Bài viết, quản lý bài viết Xem, xóa, sửa, cập nhật thông tin Ok, ổn luôn Rồi, quản lý bình luận, xem và xóa Ok luôn ha Báo cáo và thống kê Thì lúc này các bạn có thể là liệt kê những cái uh, Phần quan trọng trên cái uh, dashboard báo cáo và thống kê của mình. Ví dụ ở đây bạn mình có ghi chú là danh mục bán chạy. Tại sao là danh mục bán chạy? Báo cáo thống kê là uh, thống kê những uh, cái gì đó tồn tại trong database, ví dụ như là tổng số danh mục, tổng số sản phẩm, tổng số đơn hàng, tổng số người dùng ha hay là thống kê lượt truy cập. Đó, hoặc là thống kê uh, hàng tồn kho hoặc là thống kê những đơn, những mặt hàng sắp hết hàng và cuối cùng là mình gì? báo cáo danh thu ha hoặc là lọc báo cáo danh thu thì các bạn ghi nhận như vậy thì nó mới đúng với cái trang thống kê và quảng cáo ha ở thống kê và báo cáo chú quên đấy thì khi các bạn có một cái sơ đồ như thế này rồi á, thì nó gần như đúng rồi thì các bạn chỉ cần là ngồi cùng nhau ngồi lại phân tích và xác định những chức năng cụ thể ha để mình có những cái bước tiếp theo cho nó chính xác đây là sơ đồ IRD mà giỏ hàng mình sẽ làm trên session, tức là giỏ hàng không lưu vào database. ha à, với sơ đồ này về cơ bản thì nó gần như là đúng và lập trình được. ha thì các bạn thấy uh, các thực thể ở đây kể như là đúng rồi nè. ha ví dụ như đây là cái sản phẩm, uh, sản phẩm được quản lý uh, theo uh, từng danh mục, tức là sản phẩm thuộc về một danh mục nào đó và một danh mục có thể có nhiều sản phẩm và có ít nhất một sản phẩm. các bạn chú ý nghe cái chỗ này. đó dấu gạch và ba dấu này tức là ít nhất có một sản phẩm và hoặc là nhiều sản phẩm đó cho một cái danh mục như thế này đó tương tự như vậy thì các bạn thấy là sản phẩm ha nó có ít nhất là một cái hình hoặc là nhiều cái hình đó brand tức là thương hiệu có ít nhất một sản phẩm hoặc là nhiều sản phẩm đấy các bạn phải uh, lý luận như vậy để các bạn nắm rõ được cái mối quan hệ của nó còn các bạn thấy ở đây nè comment thì có những cái sản phẩm không có comment nào hoặc là nhiều cái comment hình yêu không cũng tương tự như cái user user thì cũng có thể là không có bình luận nào hoặc là có nhiều bình luận ha rồi tương tự như vậy user cũng vậy có thể là có một cái bài blog hoặc là không hoặc là nhiều bài blog ha hoặc là user này cũng có thể là không có bài blog nào có những người, người ta đâu có tăng tin đâu ha Thì chỗ này hơi xa hàng xíu nè ở đây phải sửa là số không hình đúng không rồi À, tiếp theo thì các bạn thấy là à, khi mà user user ha thì có thể là không có đặt hàng hoặc là có thể là đặt nhiều đơn hàng rồi mỗi đơn hàng thì có thể là có nhiều chi tiết đơn hàng hoặc là đã là có đơn hàng rồi thì chắc chắn phải có chi tiết đơn hàng ha, ít nhất là một ít nhất là một sản phẩm trong đó hình như không rồi à, tương tự như thế thì à, À, với sản phẩm và cái đơn hàng chi tiết thì một một đơn hàng chi tiết nó tương ứng với một sản phẩm nhưng mà ở đây nè cái sản phẩm này có thể là có nhiều cái chi tiết ở trong đó thì chỗ này các bạn sẽ thi sẽ xài dấu nè các bạn để là một và nhiều tức là để cái dấu giống vậy nè thì nó sẽ đúng hiểu không rồi ở cái đơn hàng thì các bạn thấy có vô chờ thì vô chờ mã vô chờ có thể là không có đơn hàng nào sử dụng hoặc là có nhiều đơn hàng sử dụng mẫu vừa trò này đấy thì đây là cũng là cái database uh, gần đúng nhất có thể ha và nó không có lưu cái giỏ hàng trên database nhớ ha thì các bạn tương tự như cái sơ đồ này thì các bạn coi sơ đồ tiếp theo đây thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ khác ngay chỗ này thôi các bạn đó nó chỉ khác cái chỗ này thôi nghĩa là sao nghĩa là đây là cái uh, sơ đồ ird dành cho website bán hàng mà lưu giỏ hàng trên database tại sao ạ à? trong những trường hợp nào Ví dụ trong những trường hợp là à, khách hàng à, mua những cái sản phẩm mà sản phẩm đó có giá trị cao mà sản phẩm đó à, ít tương tác trên giỏ hàng nghĩa là người ta không có thay đổi sự suy nghĩ về cái à, sản phẩm đó ví dụ như người ta có thể làm à, mua à vàng bạc đá quý hay là à, nội thất gì đó, tức là người ta đã quyết định mua là người ta mua chứ không có thay đổi là ừ phải bỏ này ra lấy thằng này vô hoặc là tăng giảm số lượng liên tục. Đó, thì cái điều đó mình cũng có thể là lưu cái giỏ hàng này trên database hoặc À, khi người ta đã lưu giỏ hàng trên database rồi ts sản phẩm của giỏ hàng rồi nhưng vì một lý do nào đó mà người ta à, không có đặt hàng nhưng mà hàng này là hàng giá trị khách hàng là khách hàng quan trọng cho nên mình sẽ áp dụng cái phương thức này để mình lưu cái giỏ hàng trên database để chi ạ à? để khách hàng có thể là à, khi truy cập vào trang web ở bất cứ nơi đâu khi đăng nhập vào hệ thống thì hệ thống sẽ báo rằng mình có một cái giỏ hàng đang dở dàng chưa thanh toán ha thì lúc đó thì khách hàng có cảm nhận là uh, được chăm sóc, được để ý thì lúc đó thì các bạn uh, có thể áp dụng cái sơ đồ này uh, khi mà lập trình ha, tức là lưu đợ, lưu giỏ hàng trên database. Còn cái sơ đồ mới nãy là uh, không có lưu mà giỏ hàng làm việc trên session. Đóng trên việc là giỏ hàng mất hết, đơn giản vậy thôi ha. Rồi, về sơ đồ website thì đây là một sơ đồ website được xem như là ổn ha. Tức là đây là tên thương hiệu và đây là sơ đồ website dành cho client tại các bạn không thấy các admin nè không thấy admin đâu trên rồi thì ở đây mình thấy là trang chủ ha trang chủ có cái gì ha trang sản phẩm có cái gì trang tin tức có cái gì trang liên hệ có cái gì ha và phía user thì đăng ký đăng nhập ra làm sao ha thì các bạn thấy với sơ đồ này thì người ta có thể là vẽ nên được cái giao diện dành cho client và dành cho admin thì nó dễ hơn rồi ha thì các bạn cũng có thể là tham khảo một số cái sơ đồ của Map khác